Đây là một trong những con đường đi vô phố tàu đang tấp nập xe cộ chở hàng hóa đến xã hội. Phía ngoài phía phố tàu này cũng có một dãy nhà hàng. New China, Canton và có cả tiệm Nhật nữa. Và tiệm bánh mì của Chinatown. Đây Jens Cafe. Đây họ đang làm hát cảo xíu mại. Bánh hát cảo. Tôi đã ở London.